bước đầu xác định, vụ tai nạn là một người chết, năm người bị thương nặng và nhiều người bị thương nhẹ xảy ra trên đèo Lò So, là do tài xế xe tải không làm chủ tốc độ, lấn qua phần đường bên trái khi xuống dốc. Theo bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum, đến 14 giờ chiều nay, ba trong năm bệnh nhân nặng điều trị tại đơn vị đã được xử lý vết thương và chuyển về điều trị tại khoa ngoại chấn thương. Hai trường hợp bị đa chấn thương nặng đang được điều trị và theo dõi tích cực tại khoa hồi sức tích cực và chống độc. Liên quan đến vụ tai nạn Ban an toàn giao thông tỉnh cho biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải có tốc độ là 70 km/h, tài xế xe tải là Nguyễn Trọng Ninh, không có nồng độ cồn, hiện đang chờ kết quả kiểm tra ma túy. Còn tốc độ của xe khách là 42 km/h, tài xế xe khách là Hoàng Gia Lâm, không có nồng độ cồn và ma túy.